Bánh bột lọc chén làm nhanh ăn ngon. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Món này thì đầu tiên Nhi sẽ pha bột trước. Sử dụng chỉ có bột năng thôi. Nhi cho thêm một xíu muối nữa nè. Và cho nước. Công thức chi tiết Nhi ghi trên màn hình ha. Và mình khuấy đều. Tiếp đến Nhi có cho thêm là một thìa cà phê dầu ăn vào trong phần bột này. Còn về phần nhân bánh, cả nhà có thể chọn theo sở thích nha. Nhi sẽ cho một ít dầu ăn nè để mình xào nhân. Gồm có hành tây băm nhuyễn nè, cà rốt băm nhuyễn, nấm mèo cũng băm nhuyễn luôn, một ít ham chay. Cả nhà cũng có thể thay là chả lụa chay, nêm xíu hạt nêm nữa. Xào cho nhân chín, mình sẽ rắc thêm một ít tiêu xay. Và món này ngày hôm nay Nhi làm kiểu cắt tóc nè, giả chiến, không cần nhồi bột. Cho nên mình sử dụng những cái chén giống như vậy. Cả nhà sử dụng loại chén nào cũng được ha. Rồi mình cho nhân vào trước, sau đó đổ bột vào. Thì thích bánh dày hay mỏng thì tùy vào lượng bột cả nhà cho nha. Sau đó mình chỉ cần đem đi hấp chín thôi. Bánh khi chín cả nhà để nguội sẽ dễ lấy hơn. Trong thành phẩm giống vậy nè, một cái bánh rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Kết hợp cùng với lại các loại rau sống, dưa leo nè, giá trụng, như có thêm nước mắm chay nữa. Và những chiếc bánh này nè, cả nhà đổ nhỏ nhỏ mỏng mỏng thôi, ăn sẽ càng ngon hơn nữa. Và đây là một cái món mà Nhi nghĩ dễ làm nè, làm nhanh, đơn giản. Bánh bột lọc chén nó cũng giống món bánh bèo chén á, cả nhà cũng có thể là để trong cái chén ăn cũng được luôn. Và mời cả nhà cùng thưởng thức nha.